Sáng nay tại thành phố Huế, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ ra quân hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 với nhiều nội dung hoạt động gắn với chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19. Tham dự lễ có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đại diện các ban ngành đoàn thể Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam. Với phương châm ở đâu có thầy thuốc trẻ, ở đó có hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, hành trình năm 2022 dự kiến thu hút hơn 20.000 thầy thuốc trẻ cả nước tham gia tư vấn khám bệnh trực tiếp và trực tuyến qua nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu được đặt ra tại chương trình lần này là hơn 1 triệu người dân sẽ được khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 và hơn 3 triệu người dân sẽ được tư vấn sức khỏe trực tuyến. 100.000 tình nguyện viên được tư vấn dinh dưỡng và kiến thức phòng dịch. Vận động hội viên thanh niên hiến 50.000 đơn vị máu, mỗi tỉnh thành phố tổ chức được ít nhất một đội phản ứng nhanh phòng chống dịch. Tiếp nối những hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm nay được đánh giá là hành trình dài nhất từ trước đến nay, với mục tiêu góp phần đảm bảo an sinh, bảo vệ lực lượng lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, biểu dương và chúc mừng những thành tích của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và lực lượng đoàn viên thanh niên đã đạt được trong thời gian qua trên mặt trận phòng chống đại dịch. Trưởng ban Kinh tế Trung ương mong muốn hành trình lần này sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần hoàn thành tốt những kết quả đề ra, hướng đến chăm sóc tốt sức khỏe thể chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là lực lượng lao động, qua đó tạo môi trường nền tảng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động xã hội của đất nước được ổn định và tiếp tục phát triển. Trong dịp này, ban tổ chức cũng đã trao tặng 10 suất quà cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách với trị giá 2 triệu đồng một suất, trao 10 máy tính bảng cho các em học sinh nghèo vượt khó và 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 1 triệu đồng một suất. Sau buổi lễ, các đại biểu và lực lượng đoàn viên thanh niên đã cùng tham gia chương trình đi bộ những bước chân vì cộng đồng và chuỗi các hoạt động trong hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.